cho bạn có một khán giả có bí mình nói về một vấn đề là tại sao mạng ra mất đi sự ảnh hưởng trong văn hóa Trung Hoa đó thực sự là một điều đáng tiếc cũng là một vấn đề có thể giải thích tại sao kỹ thuật Trung Quốc luôn luôn lạc hậu ờ, có lẽ đối với một số khán giả luôn luôn có một ấn tượng chung chung là kỹ thuật của văn minh Trung Hoa luôn luôn rất là phát triển chỉ là trong hiện đại thua phương Tây thôi và sở dĩ trong hiện đại thua phương Tây là vì văn minh Trung Hoa không có tư tưởng khoa học Ờ, thời ra đó là một thần thoại chính trị. Ờ, đó chủ yếu là được tạo nên bởi một nhà khoa học có tên là Joseph Needham. Ờ, ông ấy lấy ngày Trung Quốc làm vợ ờ, vì chịu ảnh hưởng của vợ, cho nên ông ấy đi nghiên cứu lịch sử Trung Quốc. Ờ, sau đó phát hiện trong sử liệu Trung Quốc có nhiều kỷ lục về các loại kỹ thuật. Ờ, sau đó ông ấy viết ra một cuốn sách có tên là Lịch sử về kỹ thuật và khoa học của Trung Quốc. Ờ, trong đó ông ấy đưa ra một vấn đề cho rằng dù nghề Trung Quốc cổ đại có tạo nên nhiều cống hiến quan trọng cho sự phát triển kỹ thuật của nhân loại, nhưng tại sao khoa học và kết mạng công nghiệp không có xảy ra ở Trung Quốc? Thật ra đó là một vấn đề sai lầm, tại vì ông ấy nhận tình rằng kỹ thuật của Trung Quốc vào ngày xưa rất phát triển, nhưng mà nếu chúng ta nhìn kỹ hơn thì sẽ phát hiện là đó không phải là sự thật. À, trong video hôm nay, mình sẽ bắt đầu từ sự giải thích tại sao mặc ra mức đi sự ảnh hưởng trong văn minh Trung Hoa. Sau đó, dựa trên đó, để giải thích tại sao kỹ thuật của Trung Quốc luôn luôn lạc hụt. Thưa quý vị, thật ra một tư tưởng từ ngày ta, ủng hộ hay không, à, trong ta số trường hợp đó là không liên quan với bản thân tư tưởng đó có logic hay phong phú mà là liên quan đến không gian sinh tồn của những người mà ủng hộ tơ tầng đó. Mạc gia là một tơ tầng được hình thành trong thời đại chiến quốc. Tổ sư của nó là Mạc Tờ. Ông ấy là nổi tiếng vì hiểu biết nhiều kỹ thuật chế tạo các loại vũ khí hay cơ khí, có xây dựng một tổ chức là luôn luôn giúp đỡ nhiều chơ hầu quốc phòng vệ cuộc xâm lược. Tơ tầng của Mạc gia bao gồm một là kiêm ái à, theo ngôn ngữ hiện tại là bác ái à, tức là mối người đều là bình đẳng với nhau và nên yêu nhau như anh em à. Hai hay là thần hiến à, tức là cung chức không nên tự cha chuyển con núi như chế độ phong kiến à, không nên bị tầng lớp quý tộc độc quyền ai nào có năng lực thì ai nay tự làm quan ba là phi công à, tức là phản đối các cuộc chiến tranh với mục đích xâm lược bốn là thần tổng tức là muốn chơi hậu quốc tiểu nên cùng nhau phục tùng vào một thiên tử. Năm là thiên chí, tức là ông trời có ý chí mà có thể trừng phạt những kẻ xấu và tầng thần những người tốt bụng. À, sáu là minh quỷ, à, tức là không chỉ ông trời có thật, các loài quỷ thần cũng có thật, cũng sẽ trừng phạt những kẻ xấu và tầng thần những người tốt bụng. Đầu tiên, họ chủ trương tinh thần bác ái và phản đối quý tộc độ độc quyền công chức. À, cho nên chúng ta có thể khẳng định rằng họ là xuất thân từ giai cấp bình dân, à, họ không phải quý tộc. Hai, họ dứng mình từ vì của ông chạy và quỷ thần, à, cho nên chúng ta có thể khẳng định rằng trình độ văn hóa của họ không cao lắm ít nhất là không bằng với những nho sĩ có tổ nhục cuốn sách, cho nên họ có một tâm lý tôn giáo rất trước pháp, có niềm tin rằng ông chạy sẽ trừng phạt những kẻ xấu và tưởng thần những người tốt bụng. cuối cùng họ phản đối cuộc xâm lập à, nhưng ủng hộ rằng à, các chư hầu quốc nên cùng nhau nghe theo một thiên tử, à, cho nên à, chúng ta có thể khẳng định rằng theo ngôn ngữ hiện đại họ là những người theo chủ nghĩa quốc tế hay là những người ủng hộ toàn cầu hóa. À, tức là họ hy vọng các quốc gia không xảy ra chiến tranh với nhau. tổng à, thể có thể cùng nhau chấp nhận một hệ thống pháp luật. À, trong ngôn ngữ hiện tại, ở à, ra họ hy vọng xây dựng một thị trường quốc tế mở cửa và sinh từ nguyên mất một điều là họ hiểu biết nhiều kỹ thuật chế tạo các loại vũ khí hay cơ khí có giúp đỡ nhiều quốc gia phục vệ cuộc xâm lập à, vì vậy bây giờ chúng ta có thể tổng lại một kết luận là mặc ra là hiệp hội thờ thủ công sớm nhất trong văn minh Trung Hoa. Khi không có chiến tranh, họ di chuyển giữa các quốc gia để giúp đỡ người ta hoàn thành các loại công trình dân sự. Khi có chiến tranh, họ cũng là di chuyển giữa các quốc gia để giúp đỡ người ta hoàn thành các loại công trình quân sự. cơ sở xã hội của Mạc dạ là những thờ thủ công ở họ tất nhiên là không có nhiều thời gian đọc sách và viết bài ở họ cũng không có năng lực cấu tạo một lý thuyết phức tạp và tinh tế cho nên tư tưởng của họ rất giản dị và chưa phạm ví dụ khi họ nói rằng trên thế giới này có ông trời và quỷ thần lý lẽ của họ là nếu không có ông trời và quỷ thần thì tại sao chúng ta có thể nhìn thấy có nhiều người cúng tế cho ông trời và quỷ thần và luôn luôn nghe thấy nhiều câu chuyện về ông trời hay quỷ thần Bây giờ chúng ta nhìn lại, à, tất nhiên sẽ thấy lý lẽ của họ rất đơn giản, à, không có gì đáng nể. Nhưng đó không phải là nguyên nhân chủ yếu mà họ mất đi sự ảnh hưởng trong tương lai. Trong thời đại chiến quốc, mình đỡ đã có nói rằng, các tư tưởng của người ta nếu không thuộc về tàu giá thì là thuộc về mặc giá. À, cho nên chúng ta có thể biết rằng, trong thời đại chiến quốc, mặc giá có sự ảnh hưởng nhiều hơn nho giáo. Trong video hồi trước, mình cũng đã có giải thích rồi, cơ sở xã hội của nho giáo là những người tinh thông nghi lễ và lễ phép. À, theo thủ ngữ của hiện đại họ là tầng lớp địa chủ nhỏ họ có thời gian đọc sách và viết bài họ cũng có năng lực cấu tạo lý thuyết rất phức tạp và tinh tế à, ví dụ khi họ nói rằng trên thế giới này có ông trời họ là tầng dụng âm dương ngũ hành để giải thích các hiện tượng thuyết phục người ta tin rằng trực tự xã hội là tương tự với trực tự thiên nhiên nhưng mà đó cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu mà họ lấy được sự ảnh hưởng trong tương lai trong thời nhà hắn tiêu à, vì nho giáo vượt qua mạc gia và tàu gia đó là vì nho sĩ ủng hộ sự thực quyền của chính phủ trung ương vì vậy hắn vũ đế ủng hộ nho giáo và xây dựng trường hộ bùi dân nho sĩ sau đó những nho sĩ tốt nghiệp rồi thì có thể làm quan à, vì vậy sau đó ta số quan lại đều là nho sĩ đều là những người tinh thông kinh điển nho giáo vì vậy từ khi đó nho giáo thường nói sĩ nông công thân sĩ phu có địa vị cao nhất nông dân thấp hơn thờ thủ công càng thấp hơn Ngày kinh doanh thương mại là thâm nhận cơ sở xã hội của Mạc dạ là thờ thủ công theo nho giáo khổ, có tiền vì thấp hơn nông dân đó tạo nên một kết quả là kỹ thuật của trung quốc luôn luôn lạc hậu Ngày ta thường bảo là trung quốc có bốn phát minh vĩ đại giấy in ấn la bản và thuốc sống ở thờ ra đó là thần thoại chính trị cái thứ nhất của bốn phát minh vĩ đại của trung quốc tờ giấy sử liệu trung quốc có ký chép đọc vào thời nhà đông khán có một thái giám có tên là thái luân Ông ấy phát minh ra tờ giấy à, Nhưng mà trên thực tế Tờ giấy của thầy đó không phải là tờ giấy Mà chúng ta sử dụng vào bây giờ Sự phát hiện khẩu cổ đã chứng minh rồi Tờ giấy của thầy nhà Tông Hán Không phải là tự làm bằng gỗ Mà là làm bằng cây cây rổ và luộc à, Nếu cái đó cũng được gọi là giấy Thì giấy cối của cổ Ai Cập cũng được gọi là giấy à, Thì nó là sớm hơn tờ giấy của nhà Tông Hàn Một nghìn năm Tờ giấy sớm nhất biết chứ hẳn đó là phát hiện ở cam tụ mà không phải là ở lạc dương à, tức là không phải là được phát hiện ở Tô thành của nhà đông hán và thời gian của nó cũng là sớm hơn thái luôn một nghìn năm à, thế có nghĩa là trước khi thái luôn đã có kỹ thuật làm giấy rồi à, thái luôn chỉ là ngày cải thiện đó mà không phải là ngày phát minh còn kỹ thuật làm giấy thật ra là nhập khẩu từ bên đây qua công tầng thương mại trên tận cái thứ hai của bốn phát minh vĩ đại của trung quốc in ấn Đúng, người Trung Quốc có sử dụng kỹ thuật in ấn rất sớm, nhưng họ là in ấn bằng bằng gỗ mà không phải là sử dụng máy in chế di động bằng kim loại à, như bây giờ. Đó là tức phát minh bởi một người tự có tên là Johannes Gutenberg vào năm 1450. Người Trung Quốc không có phát minh máy in chế di động, nhiều nhất chỉ có phát minh bằng in chế di động vào thế kỷ 11. Có một người thầy nhà tống có tên là Tự Thăng, à, ông ấy chậm chớ trên tất xét một chớ một dấu sau đó tốt cháy và trở thành bằng in chớ di động tại vì đó không phải làm bằng kim loại cho nên dễ bị hư nhưng mà có một điều kỳ lạ bây giờ nhà khảo cổ phát hiện cuốn sách tờ in bằng bằng in chớ di động tất xét sớm nhận đó là tờ in về nhà tây hạ đó là một quốc gia ở tân cương trong thời nhà tống nhà khảo cổ không có phát hiện cuốn sách tờ in về tất thăng đó chỉ là một kỷ lục trong sử liệu trung quốc thôi cũng có một điều là bây giờ người ta phát hiện bia mộ của tất thăng ở hồ bạ trang trí của bia mộ có đặc sang ngoài lai à, tức là phong kệ của tây á tất thăng có khả năng rất cao là một người đi theo ma ni giáo nói chung có khả năng là thật ra không phải là tất thăng phát minh bằng in chữ di động chứ ông ấy đó đã là một kỹ thuật được sử dụng ở tây á rồi ông ấy là hồ duyệt của người tây á đi tới trung quốc ông ấy chỉ là người đầu tiên được ghi chép rằng có sử dụng bằng in chữ di động liệu thôi. Dù sau người Trung Quốc đầu tiên sử dụng máy in chữ di động bằng kim loại để in cuốn sách đó là một người có tên là Hoa Chu vào năm một bốn ở Giang Tô cũng là nhập khẩu từ bên ngoài qua công tấn trên biển. cái thứ ba của bốn phát minh vĩ đại của Trung Quốc là bản là bản của người Trung Quốc ngày xưa là la bàn nữa đó không ổn định lắm cũng không có đặc biệt gì la bàn khô mà chúng ta sử dụng vào bây giờ đó là xuất hiện ở châu Âu và Tây Âu vào thế kỷ 14, không thể xác định ai là nghệ phát minh. Sau đó, người Trung Quốc nhập khẩu la bàn khô vào thế kỷ 16 qua công tình thương mại trên biển. Cuối cùng là thuốc sống. À, người ta bảo là thuốc sống sớm nhất là xuất hiện trong thời nhà Đường. Nhưng mà thuốc sống loại đó chỉ có thể cháy mà không thể nổ, cho nên không được sử dụng làm thuốc sống, chỉ có thể làm pháo hoa thôi. Có một số người nói rằng người Mông Cổ đầu tiên sử dụng đại pháo và giới thiệu cho phương Tây vào thế kỷ 13 nhưng thật ra tài pháo của người Mông Cổ là máy bắn đá, nó có sử dụng thuốc súng để gây nổ, nhưng đó là cải thiện bởi những người tổ quyết theo Hồi giáo mà không phải là người Trung Quốc. Nguyên mẫu của súng và tài pháo trong thời hiện đại là xuất hiện ở châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ vào thế kỷ 14, sau đó được nhập khẩu vào Trung Quốc vào thế kỷ 15 qua công tầng trên biển. Thưa quý vị, lịch sử Trung Quốc có một hiện tượng kỳ lạ, đó là những kỹ thuật phát triển từ ghi chép trong sử dụng Trung Quốc chúng đều không thể lưu truyền đến thế hệ tiếp theo. Ví dụ, khi nhà tống của một quyển sách có tên là Mộng Khe Bút Tầm, chúng đó có ca nghề nhiều công nghệ nhà đường và biết rằng những công nghệ nhà đường đã mất truyền rồi. Bằng in chờ di tổng tức sách của tức thăng, à, chính là tờ ghi chép trong cuốn sách này, nhưng mà sau đó, kỹ thuật của tức thăng mất truyền. Ví dụ, khi nhà Minh có một cuốn sách có tên là Thiên Công Khai Vận, trong đó có ghi chép nhiều công nghệ dân dân, nhưng đến thầy cuối nhà Thanh, những kỹ thuật cũng đã mất chuyện rồi. Ví dụ khi nhà Minh có chiến tranh với người Mãn vào thế kỷ 17, nhà Minh có nhập khẩu nhiều tài pháo từ Bồ Đào Nha, hoàng đế khai quốc của người Mãn, ở à, tức là Nô Y Cáp Sĩ, chính là bị thân về tài pháo và sau đó qua đời. Sau đó, người Mãn bắt lấy một số thờ thủ công nghệ Hán và thành công bắt chước được kỹ thuật chế tạo tài pháo. Vì vậy, có thể tự chế tạo tài pháo và sau đó chiến thắng nhà Minh. Nhưng mà, đến thế kỷ 19, khi nhà Thanh có chiến tranh với nước Anh, kỹ thuật làm đại pháo cũng mất chuyện rồi. Họ phải đi Đông Bắc siêu tập những đại pháo mà tổ tiên họ có sử dụng vào 200 năm trước để lấy đi chiến đấu với nước Anh. Tại sao kỳ vậy? À, thật ra sự thật là những kỹ thuật phát triển đều là nhập khẩu từ bên ngoài, không phải là người Trung Quốc tự phát minh ra. Trong sở liệu Trung Quốc có ký chấp nhiều kỹ thuật, so sánh với khu vực Đông Á, ví dụ Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam, những kỹ thuật là xuất hiện sớm hơn ở Trung Quốc. Nhưng thật ra đó là tình hình trước thế kỷ 14 à, Tại vì trước thế kỷ 14 công đoàn thương mại giữa phương Đông và phương Tây chủ yếu là công đoàn trên tất những kỹ thuật phát triển hơn là thông qua Tân gân đi tới Tây Bắc Trung Quốc sau đó mới chuyển sang các khu vực Tông Á à, nhưng sau thế kỷ 14 công đoàn trên biển là quan trọng hơn công đoàn trên tất rồi cho nên những kỹ thuật phát triển hơn là đi tới Tông Nam Á trước sau đó chuyển sang khu vực Tông Á và Trung Quốc cho nên sau khi nhà Minh đánh bại nhà Hữu nhà Minh tuyển dụng nghề công của Hồ Quế Ly có tên là Hồ Nguyên Trần làm quan, à, chuyên môn chế tạo vũ khí từ nhà Minh gọi là thần của hỏa khí, tức là ngày rồi chế tạo thuốc sống. Cho nên chúng ta có thể suy đoán, sở dĩ Hồ Quý Ly có thể nắm bắt chính quyền chính là vì gia tộc của Hồ Quế Ly biết chế tạo thuốc sống và kỹ thuật thuốc sống của họ là phát triển hơn nhà Minh. Kỹ thuật hỏa khí là một kỹ thuật gia tộc của Hồ Nguyên Trần. Sau khi Hồ Nguyên Trần qua đây, ngày công của khổ nguyên Trần cũng là kế thừa công chức của bố tức là làm thần thơ bổ cung à, theo thủ ngữ hiện đại đó là bổ trưởng của bổ cung nghiệp nhưng cháu của Hồ nguyên Trần thì không kế thừa công chức này mà là đi làm trung thơ xả dân đó là một công chức dạng hạ có tiền lương nhưng không có việc làm câu chuyện của gia tổ Hồ nguyên Trần chính là có thể giải thích hiện tượng kỳ lạ ở trên tại sao những kỹ thuật phát triển sẽ mất chuyển trong trung quốc nhưng mà trước khi đó chúng ta phải kể lại sự hình thành của hiệp hội thờ thủ công. Thờ thủ công phải sống rộ bằng cách chế tạo các loại cơ khí và bán cho người ta. Khi người ta nhìn thấy một thờ thủ công rồi, họ sẽ hy vọng ông ấy ở lại địa phương của mình và lưu truyền kỹ thuật cho thế hệ tiếp theo, và đảm bảo người dân ở địa phương này có thể luôn luôn mua được sản phẩm của ông ấy. Vì vậy, đó sẽ hình thành một quan hệ là chính phủ địa phương đảm bảo ông ấy có đặc quyền bán hàng tức là khi có thợ thú công khác từ chỗ khác đến đây nếu không được ông ấy cho phép thì họ không thể bán thẳng vì vậy ông ấy mới có thể cảm thấy an toàn không cần lo lắng, sự cạnh tranh và mất viện có thể yên tâm làm công việc ở một địa phương Sau đó, nếu sản phẩm của ông ấy rất tốt không chỉ là người dân ở địa phương mình muốn mua thậm chí có thu hút nhiều người từ chỗ khác đến đây mua thì ông ấy có thể mở rộng lượng sản xuất thế ông ấy phải tuyển dụng người họ nhẹ hay là tuyển dụng thợ thú công khác, vì vậy họ sẽ tạo nên một hiệp hội thờ thủ công và chỉ có thành viên của hiệp hội này có thể bán thẳng ở địa phương này và họ sẽ làm địa phương này trở thành một thị trường mà chuyên môn sản xuất một sản phẩm nào đó đó cũng là nguồn gốc của nhiều thành phố công nghiệp sau đó nếu sản phẩm của họ thực sự rất tốt tốt đến mức là có người từ chỗ khác đến đây sinh họ hy vọng trở thành người họ nhẹ ở đây và sau khi họ xong rồi thì quay trở về quê hương mình làm thợ thủ công hay là sinh mày thợ thủ công ở bên đây chuyển sang quê hương mình bán hàng à, vì vậy kẻ hội này sẽ xuyên khu vực hóa có mở ra phân bổ hay chi nhánh ở thành phố khác đó chính là sự hình thành của tổ chức mặc theo sử liệu thủ lĩnh của tổ chức mặc dạ được gọi là cờ tờ à, vị trí của cờ tờ là tập chỉ định bởi kiểu cờ tờ và thông thần đều không phải là chỉ định cho công cháu à, cho nên chúng ta có thể nhìn thấy tổ chức của mạng gia không phải là tuân theo nguyên tắc bổ cờ cũng không phải tuân theo nguyên tắc tra chuyển công núi đó chính là đặc sắc của hiệp hội thờ thủ công cờ tờ là thủ lĩnh cũng là thờ thủ công rồi nhất có nhiều thành viên trong tổ chức đều là người họ nghệ của cờ tờ cờ tờ sẽ chỉ định thờ thủ công mà rồi dơ mình để kế thờ mình chỉ có thờ thủ công yếu tố mới có thể diễn ra ai cũng là thợ thủ công yếu tố sở dĩ cờ tờ phải là thợ thủ công yếu tố là vì thợ thủ công cũng chỉ sẽ phục tùng với thợ thủ công yếu tố à vì vậy chúng ta có thể nhìn thấy một áp lực trong người bộ của hiệp hội thợ thủ công nếu có ai không có kỹ năng khéo léo sẽ bị thành viên khác quê thầm họ có một phần chất là nghề nghiệp của họ có vinh dự kỹ thuật của họ đáng được kính trọng và đó chính là một động lực thúc đẩy họ phát triển kỹ thuật của họ và ngăn cản thành viên làm nhục nghề nghiệp của họ. tức là họ sẽ đảm bảo nghề họ nhẹ chắc chắn đã hoàn toàn nắm bắt được kỹ thuật rồi, à, kỹ năng đã hoàn toàn thuần thu rồi mới có thể bán hàng cho người ta. cho nên chỗ nào có hiệp hội thờ thủ công thì chất lượng sản phẩm của chỗ nấy chắc chắn được đảm bảo. nhưng mà à, mấy bạn chú ý sự hình thành của hiệp hội thờ thủ công có một tiền để họ có thể độc quyền sự buôn bán sản phẩm của họ. tức là họ phải có đặc quyền. trong hòa minh trung hoa, bản ra từng là một tư tưởng từ nhiều người ủng hộ, nhưng mà sau đó ở à, mất đi sự ảnh hưởng ở à, đó có nghĩa là thế lực của hiệp hội thờ thủ công từng có địa vị, nhưng sau đó ở à, trung quốc trở thành một xã hội quan lại vì quê trọng nho giáo, vì vậy thờ thủ công bị coi là ngày hạ tặng. tiền đề của sự hình thành hiệp hội thờ thủ công là đặc quyền buôn bán, à, đặc quyền này tất nhiên phải có chính phủ chấp nhận, từ cổ đến kim sản phẩm mà người ta có thể bất kể chi phí đi mua đều là vũ khí tại vì nếu vũ khí mà mình sử dụng không tốt thì có thể làm mình bị chết trên chiến trường đó là một điều không thể tùy tiện cho nên vào ngày xưa thờ thủ công mà có địa vị cao nhất chính là những người biết chế tạo vũ khí trước sự xuất hiện của súng và tài pháo thờ thủ công có địa vị cao nhất chính là thờ rèn đó là vì sao bản thân mặc tờ là nổi tiếng vì biết chế tạo các loại vũ khí trong nhà hắn hắn vũ đế nâng cao địa vị nho giáo vì nho sĩ ủng hộ sự tập quyền của chính phủ Trung Ân và ông ấy cũng có làm ra một điều trực tiếp tiêu diệt cơ sở xã hội của Mạc Gia. Đó chính là quy định rằng chính phủ tộc quyền nghèn rèn sát. Vì vậy, tổ chức Mạc Gia giải tán họ trở thành công nhân của doanh nghiệp chính phủ mà không có hiệp hội độc lập của mình rồi. Và chính sách này tiểu tờ kế thở bởi các triều đại Trung Hoa. Vì vậy, các triều đại Trung Hoa đều không có hiệp hội thờ thủ công mà chuyên môn chế tạo vũ khí. Trong Mạc khác, ví dụ Nhật Bản và châu Âu, họ có hiệp hội thờ thủ công độc lập, chính phủ hay quý tộc sẽ chấp nhận một hiệp hội thờ thủ công nào đó có thể độc quyền buôn bán ở lãnh thổ mình. Và những thờ thủ công sẽ không sợ mất viện, cũng có phần chấp của mình. Thật ra đó là vì sao kỹ thuật Nhật Bản và châu Âu có thể rất phát triển. Bây giờ có nhiều công ty trần thỏ, ví dụ có lịch sử mấy trăm năm, đa phần là xuất hiện ở châu Âu và Nhật Bản. Và tiền thân của những công ty thật ra là các loại hiệp hội thờ thủ công trong thời đại phong kiến họ là hiệp hội thợ thủ công mà từ quý tộc địa phương đảm bảo có đặc quyền trong thời hiện đại họ cải tạo tổ chức mình và trở thành công ty quay trở về trung quốc sau nhà hắn thợ rèn trở thành công nhân của doanh nghiệp nhà nước thủ lĩnh của họ trở thành giám đốc của doanh nghiệp nhà nước khi ông ấy vẫn là một thủ lĩnh của hiệp hội thợ thủ công ông ấy sẽ nghĩ rằng tôi là một thợ thủ công ý nghĩa cuộc sống của tôi là chứng minh cho người ta tôi thực sự là một thợ thủ công rất giỏi thờ thủ công là một nghề nghiệp đáng kính trọng. tôi sẽ chỉ định thờ thủ công rồi nhờ tôi để kế thờ tôi. tôi hy vọng nghề nghiệp của tôi có thể luôn luôn tồn tại, Tổng nghiệp tôi luôn luôn được người ta kính trọng. nghề nghiệp tôi muốn đây. Ờ, sau khi ông ấy trở thành giám đốc của doanh nghiệp nhà nước, ông ấy sẽ nghĩ rằng tôi là một nhân viên nhà nước, ý nghĩa cuộc sống của tôi là thăng chức là có thể làm quan lớn hơn, chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp nhà nước là như thế nào? đối ờ, tôi với tôi là không quan trọng lắm, à, miễn là cấp trên nói ok thì tôi cũng luôn luôn ok. À, nếu những công nhân cũng cảm thấy ok thì tôi cũng luôn luôn ok à, cái gì tôi đều ok à, thấy chưa tôi là một người rất dễ tính à, không cố chấp với chất lượng sản phẩm nếu tôi không tự thắng chứ thì sẽ thực sự không có đạo lý ờ, thưa quý vị đó là vì sao kỹ thuật trung quốc luôn luôn lạc hậu tại vì thờ thủ công của họ à, không có động lực duy trì và phát triển kỹ thuật à, đó cũng là vì sao có nhiều kỹ thuật có được ghi chép trong sử liệu trung quốc nhưng sau đó chúng đều mất chuyển, à, tại vì những kỹ thuật đều là mang lại bởi những thờ thủ công nước ngoài khi họ tình cơ ở trung quốc rồi họ sẽ phát hiện thờ thủ công không có địa vị ở trung quốc họ cũng không thể xây dựng một hiệp hội thơ thủ công để cải thiện địa vị của họ À, cho nên họ cũng không có động lực lưu truyền kỹ thuật, à, họ sẽ cổ vũ công nghệ, đọc sách và viết bài, à, sau đó đi thi khoa cờ và làm quan. Đó mới có tương lai à, làm thợ thú công, chỉ sẽ bị người ta quay thường thôi. Cho nên, từ cổ tính kiếm, Trung Quốc luôn luôn phải nhập khẩu dân tài kỹ thuật từ bên ngoài. À, ví dụ sau khi nhà mình đánh bài nhà khổ rồi, nhà Minh tuyển dụng Hồ Nguyên Trần làm bộ trưởng của bộ công nghiệp, phục trách chế tạo hỏa khí. Nhưng mà cuối cùng, kỹ thuật của gia tổ Hồ Nguyên Trưởng cũng mất chuyển. Công của Hồ Nguyên Trưởng có kế thừa chức vị của bố, nhưng cháu thì không có. Chuyển sang đi làm một chức vụ giảng hạ, không vợn phả chế tạo vũ khí nữa, chỉ làm quan và hưởng thụ một cuộc sống nhàn nhã, đôi khi làm thơ biện bạch, hạnh phúc lắm. Ví dụ, bây giờ Trung Quốc, mấy Elon Musk chế tạo xe điện nếu Elon Musk lựa chồng ở lại Trung Quốc, thì kỹ thuật xe điện của ông ấy cũng sẽ mất chuyển. Công cháu của Elon Musk ở Trung Quốc sẽ chuyển sang làm lãnh đạo nhà nước mà không muốn phục trách chế tạo xe điện. Tuy nhiên, tình hình bây giờ đã có thay đổi rồi. Bây giờ người ta là đi theo chủ nhà tư bản, không thể chấp nhận để một hiệp hội thờ thủ công có đặc quyền buôn bán. Thật ra, những hiệp hội thờ thủ công ở Tây Âu chính là điều kiện tạo nên chủ nhà tư bản. Hiệp hội thờ thủ công ở Tây Âu được gọi là guild có một số cứu chuyên môn chế tạo sản phẩm, cũng có một số cứu chỉ buôn bán mà không chế tạo. Dù sao, họ đều có đặc quyền từ chính phủ hay quý tổ chấp nhận. Họ vốn là tập trung ở Tế quốc La Mã, sau đó vì Tế quốc La Mã luôn luôn được Man Di Song Quyên xâm lập, cho nên từ thế kỷ chính, họ chuyển sang sinh sống ở Tây Âu và phát triển đến mức tình cao vào thế kỷ 15. Một số của họ thậm chí có thể kiểm soát một thành phố thay thế thế lực của quý tổ. Nhưng mà đến thế kỷ 19, vì cách mạng công nghiệp, Người ta có thể sử dụng máy mộ, cho nên tiểu vị của thợ thủ công giảm xuống, dân cứu, cải tạo tổ chức và trở thành công ty. Thật ra, nếu không có dân cứu lưu truyền kỹ thuật, thì kinh mạng công nghiệp không có khả năng xảy ra, và có nhiều sự phát hiện khoa học cũng không thể xảy ra, tại vì có nhiều dụng cụ thí nghiệm đều phải nhờ những thợ thủ công chế tạo, cũng là những thợ thủ công làm thí nghiệm, cho nên nhà khoa học mới có dữ liệu chứng minh lý luận của mình. Thưa quý vị, bây giờ vì có máy móc, cho nên chức năng của thờ thủ công có bị giảm bớt, nhưng mà họ cũng không, không được hoàn toàn bị thay thế. Chỉ là bây giờ không cần một hiệp hội thờ thủ công chuyên môn bồi dân thờ thủ công, người ta có thể đi trường học học tập, và có các loại công ty hay nhà máy, duy trì hay phát triển kỹ thuật, nhưng mà chức năng của hiệp hội thờ thủ công vẫn không hoàn toàn bị biến mất, chỉ là xuất hiện bằng hình thức khác. Chúng ta biết rằng, kiến thức của nhân loại, có hai loại, một là kiến thức rõ ràng, tôi là có thể học tập trên sách giáo khoa, hai là kiến thức ngầm, tôi không thể học tập trên sách giáo khoa mà là phải nhìn vào người ta làm như thế nào, sau đó bắt chước và làm theo. Có nhiều kỹ thuật của thợ thủ công chính là kiến thức ngầm. ví dụ chế tạo cái kế bằng tay, cô tổ bao nhiêu cuốn sách cũng không thể làm được rồi, phải có một thầy giáo thì phạt mấy được. cho nên chúng ta có thể phát hiện là có một số nhẹ nhẹ mỗi quốc gia tiểu có, nhưng chỉ có một số quốc gia thiểu số có thể sản xuất sản phẩm mà có chức lượng rất tốt và thông thường đều là vì những quốc gia đó có xây dựng hiệp hội liên quan đến nghề nghiệp đó vì có hiệp hội nghề nghiệp cho nên có thể lưu truyền một số kiến thức ngầm quan trọng có một khán giả có ý mình ở nói về chương trình tạp ký Trung Quốc game show Trung Quốc và chúng ta có thể phát hiện những game show Trung Quốc mà người Việt Nam rất thích thực ra đều là bắt chước chương trình Hàn Quốc theo thông Việt Nam người Việt Nam rất thích coi tám game show Trung Quốc trong đó Keep Running bố ơi, mình đi đâu thế sáng Tàu duyên và tôi là ca sĩ tiểu là bắt chước chương trình Hàn Quốc theo ý kiến của người Trung Quốc ngành giải trí Trung Quốc không mệnh là vì tiểu vị của biên kỳ của họ rất thấp ở Trung Quốc sau khi biên kỳ viết ra kịch bản rồi thì công việc sẽ kết thúc ở tàu diễn có thể sửa lại kịch bản để phối hợp tình hình thay đổi thông thần là yêu cầu của người đầu tư và bây giờ những quốc gia có ngành giải trí rất phát triển chủ yếu là nước Mỹ và Hàn Quốc họ đều có một đặc trưng là họ rất quan trọng vai trò của biên kỳ nhưng mà khi bắt tổ họ đều không phải là như vậy à, trong khi ba tổ biên kỳ của họ đều không có tiểu vị lắm tiểu à, đều là viết ra kỳ bản rồi thì không có việc làm nữa à, nhưng điều đó sẽ được thay đổi sau khi những biên kỳ toàn kết nhau và sáng lập một hiệp hội biên kỳ nước Mỹ là vào những năm 1920 Hàn Quốc là vào những năm 1980 giống như hiệp hội thờ thủ công ngày xưa hiệp hội biên kỳ có thể phấn đấu để cải thiện tiền lương và tiền vị của biên kỵ làm người đầu tư hay tàu diễn phải tôn trọng họ vì vậy biên kỵ trở thành một nghề nghiệp có phần giá Người biên kỵ có tổng lực bảo vệ phần giá này cho nên nỗ lực nâng cao kỹ năng của họ kỹ năng của biên kỵ có bao gồm nhiều kiến thức ngầm ví dụ du thuyền nắm bắt tâm lý của khán giả thiết kế twist trong kịch bản đó tiểu không được học tập bằng cách đọc sách phải giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm với nhau mấy được và hiệp biên kỵ chính là có thể cung cấp một không gian như vậy cho biên kỳ. Những biên kỵ có nhiều kinh nghiệm cũng sẽ nỗ lực bồi dưỡng những biên kỳ thiếu kinh nghiệm, cũng sẽ giúp đỡ họ lấy được cơ hội công việc, tại vì sở họ tổng thân phẩm giá của nghề nghiệp. Vì vậy tạo nên một tuần hoàn đi lên hay là tuần hoàn phát triển, virtual cycle tức là càng ngày càng phát triển. Tuy nhiên bây giờ Trung Quốc cũng có hiệp hội biên kỵ của bản thân mình, đó là được thành lập vào năm 2011.